Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa toàn thể các đồng chí. Tôi nhận một nhiệm vụ rất là khó. Là người nói gần như sau cùng trong một cuộc hội nghị rất là đặc biệt. Sáng nay đồng chí Tổng Bí thư đã nói. Trước hết thì tôi chân thành cảm ơn tất cả các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tôi phải nói rằng rất nỗ lực để chúng ta có được cái hội nghị ngày hôm nay. Sau rất rất nhiều năm. Và đặc biệt tôi xin cảm ơn rất nhiều các văn nghệ sĩ tri thức và Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia, lãnh đạo Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia. Trong đó có Phó Giáo sư Sơn, nguyên là viện trưởng, đã đề xuất và rất là kiên trì qua rất nhiều khâu, nhiều nấc để chúng ta có được hội nghị này. Đây là một hội nghị mà thực ra từ nhiều năm nay không chỉ là những người làm công tác quản lý về văn hóa, giới văn nghệ sĩ mà đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đều trông đợi là chúng ta cần phải có một cái hội nghị toàn quốc nhìn nhận lại vai trò của văn hóa, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng những gì chúng ta đã đạt được cũng rất to lớn trong những năm vừa qua, nhưng đặc biệt là nhìn thẳng vào những bất cập, những thiếu sót để chúng ta thống nhất nhận thức, quan điểm, hành động để chấn hưng văn hóa như Tổng Bí thư sáng nay nói. Và chấn hưng thì không phải là làm một cái gì khác đi. Chấn hưng là làm cho nó sáng hơn, nó phát triển hơn. Chúng ta có thể thấy sức hút của cái hội nghị này bằng việc có rất rất nhiều các nhà nghiên cứu, quản lý, các văn nghệ sĩ đã mong muốn, đã gửi tham luận. Và chắc chắn rằng ban chỉ đạo, ban tổ chức hội nghị kêu gọi tiếp thì như đồng chí trưởng ban tuyên giáo trung ương sáng nay đã nói thì chắc chắn sẽ còn nhiều bài tham luận nữa, nhiều hiến kế sẽ được gửi tới để chúng ta có thể thực hiện được cái mục tiêu mà như đồng chí Tổng Bí thư sáng nay đã rất tâm huyết để kêu gọi trong bài phát biểu của mình. Chúng ta rất mong là sau hội nghị này thì tất cả mọi người, không chỉ những người làm công tác văn hóa mà toàn xã hội, toàn dân, tất cả mọi người dân Việt Nam dù làm gì, ở đâu, dân tộc nào, tín ngưỡng tôn giáo nào, đang ở trong nước hay nước ngoài đều được truyền cái cảm hứng, truyền trách nhiệm và niềm tin để cho văn hóa nước nhà phát triển rực rỡ hơn và để cho đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn. Và chúng ta cũng mong rằng cái tinh thần không chỉ nằm ở không khí hội nghị ngày hôm nay hay một vài ngày sau hội nghị mà từ nay về sau sẽ thường xuyên được nhắc lại, được cập nhật. Như là đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa đã nói, chúng ta phấn đấu là mỗi một nhiệm kỳ khoảng 5 năm chúng ta sẽ có một cái hội nghị như thế này. Và chiều nay thì nội dung chủ yếu là bàn về chiến lược tới năm 2030, có thể coi đây là một phần cụ thể cho giai đoạn 10 năm tới. Nhưng văn hóa có rất nhiều nội dung và có nhiều việc là phải làm liên tục. Từ hội nghị lần thứ nhất cho đến bây giờ và cho cả sau này, nếu chúng ta tổ chức nhiều hội nghị nữa thì vẫn thấy có những vấn đề vẫn phải nhắc lại, tưởng rằng là cũ nhưng mà không cũ, bởi vì đây là công việc liên tục. Và vì thế thì tôi xin phép không được nhắc lại toàn bộ những nội dung của chiến lược hay của các văn bản đã chỉ đạo. Tôi chỉ xin phép được nêu một vài điểm cũng có tính là gợi mở để chúng ta trong quá trình triển khai trong thực tiễn thì chúng ta làm sao thực hiện được. Như là lời của đồng chí Tổng Bí thư đã nói sáng nay,
Thứ nhất thì nói gì thì nói, chúng ta vẫn phải tiếp tục cái nhận thức về văn hóa. Suy cho cùng thì văn hóa còn thì dân tộc còn. Và từ xưa thì thực ra đã đều có những câu nói này. Chúng ta đều nói với nhau, nhưng mà cũng ít khi để nói đến cùng cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như chúng ta hay nói dân là gốc. Văn hóa và con người. Dân vi bản, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Nói từ ngày xưa. Và điều ấy thì gần như chúng ta chỉ nghĩ một cái nghĩa trực diện. Đấy là coi trọng dân. Nhưng mà thực ra nó cũng bao hàm cả ý nghĩa mà như Tổng Bí Thư đã nói. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Chúng ta thường hay nói là chúng ta đã quán triệt đầy đủ tinh thần nghị quyết, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, văn bản của Đảng và Nhà nước, nhưng khâu thực hiện còn yếu kém hay do nguồn lực không đủ. Thực ra nhận thức đó có một phần đúng, nhưng mà phần nhiều đấy cũng chính là tự bào chữa cho cái mà chúng ta chưa nhận thức được triệt để. Bởi vì khi chúng ta đã nhận thức được tầm quan trọng của một vấn đề nào đó mà mang tính sống còn đối với đất nước, đối với dân tộc, hay những vấn đề mang tính sống còn đối với bản thân mình và người thân của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm mọi cách để thực hiện. Và chúng ta sẽ dồn mọi nguồn lực, cả về thời gian, cả về tiền bạc, cả về công sức để làm cho bằng được. Cái gì mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại là chúng ta đã có đầy đủ, đã quán triệt đầy đủ, nhưng mà do khâu tổ chức thực hiện còn yếu, do hạn chế về nguồn lực cho nên không thực hiện được, thì phải xem lại về nhận thức. Và theo tôi, điều này là vô cùng quan trọng. Tại làm sao tất cả mọi người làm văn hóa? Tôi đi khắp từ trong Nam ngoài Bắc, qua mấy nhiệm kỳ phụ trách công tác này, khi hỏi anh em đều nói rằng rất khó. Anh em khái quát mấy điểm khó thế này. Tôi nêu mấy điểm khó này để mong là chúng ta phải cùng nhau để kỳ sau hỏi thì nó bớt khó đi. Cái khó thứ nhất là tất cả bị sức ép về tăng trưởng. Như nhiều đại biểu đã nói. Văn hóa và xã hội trước mắt ngắn hạn không làm ra tiền mà chỉ tiêu tiền. Cho nên là dường như là bị lép vế, không được đặt ngang với kinh tế. Văn hóa và xã hội có nhiều vấn đề. Không phải như làm một cây cầu, một đoạn đường cao tốc hay xây một tòa nhà cao ốc. Sau 5 năm một nhiệm kỳ là thấy ngay thành quả của tập thể lãnh đạo hay của cá nhân lãnh đạo. Mà có những việc dù rằng rất nhỏ, nhưng mà phải nhiều năm, nhiều chục năm thì mới có kết quả. Và ngược lại cũng có những vấn đề về kinh tế, về kỹ thuật. Một quyết định sai thì thấy ngay hậu quả, và tập thể hay cá nhân lãnh đạo đó phải chịu ngay trách nhiệm. Nhưng nhiều vấn đề về văn hóa xã hội thì dù không chú ý, dù chưa làm tròn trách nhiệm, hay dù có quyết không chuẩn thì cũng phải nhiều năm sau, nhiều nhiệm kỳ sau mới bộc lộ ra. Và vì thế tâm lý là cứ từ từ. Cái thứ ba là không như các ngành kinh tế kỹ thuật đòi hỏi phải có chuyên sâu mới nói được. Nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục dường như ai cũng cảm thấy là mình biết. Và khi được trao một cương vị phụ trách dù to dù nhỏ thì đều không ý thức được rằng thực ra mỗi một chuyên ngành, mỗi một nghề đều cần những đội ngũ chuyên sâu, đều cần chuyên gia, đều cần những người nghiên cứu, những người hoạt động thực tiễn, có kinh nghiệm. Và vì thế, rất nhiều khi là ý kiến của các chuyên gia,
của những người hoạt động thực tiễn có kinh nghiệm lâu năm thì không được tôn trọng. Và dần dần thì một mặt là những người có trách nhiệm quyết định thì có những quyết định thực ra là không đúng mà mình không biết là mình không đúng. Nhưng điều tệ hơn là đội ngũ chuyên gia và những người làm thực tiễn có kinh nghiệm thì vì không được trọng dụng, dần dần cũng bị mai một và chúng ta dẫn đến hụt hẫng. Cái sự không chú ý đúng mực về văn hóa thể hiện ở thời lượng, thời gian mà lãnh đạo dành cho công tác văn hóa, thể hiện ở nguồn lực bố trí cho văn hóa và thể hiện ở sự phân bổ cán bộ biên chế cho làm văn hóa xã hội. Và vì thế không phải vô lý mà các tổ chức quốc tế gần đây khi nói về phát triển đặc biệt nhấn mạnh cái phát triển bền vững theo khái niệm mới. Trước đây khi nói phát triển bền vững thì thường chủ yếu nói đến phát triển phải bảo không hy sinh môi trường và chú ý vấn đề công bằng xã hội dưới một cái mũ là phát triển bao trùm. Sau này phát triển bền vững là bao hàm cả môi trường, cả văn hóa xã hội. Nếu một đất nước chỉ tập trung vào kinh tế, không chú ý đến môi trường thì có khi phải mất thành quả của nhiều chục năm thì mới khắc phục được các vấn đề về môi trường. Nhưng mà xa hơn, đã chú ý đến môi trường rồi mà không chú ý đến văn hóa xã hội thì phải mất nhiều thế hệ mới khắc phục lại được và thậm chí là sụp đổ. Một khi đã thống nhất về nhận thức thì chúng ta cũng phải nhìn là thành quả của mấy chục năm vừa qua, của nhiệm kỳ vừa qua, của năm qua không phải chúng ta không cố gắng, không làm được nhiều việc. Có rất nhiều ví dụ. Nó gắn với tất cả chính trị, kinh tế, xã hội, luật pháp, con người mà rất nhiều các vị đại biểu trong các tham luận của mình đều đã nêu. Ngay chúng ta ngồi đây dưới một cái tòa rất là hiện đại và trên có cái hình cái nón. Hay là bao nhiêu di sản của Việt Nam được mang ra thế giới và một cái rất nhỏ thôi, như tôi nói. Chúng ta còn nhớ năm ngoái, cả thế giới gần như là nhảy theo nhịp điệu gen Covid của Việt Nam. Đấy là văn hóa. Đấy là những minh chứng dù là nhỏ nhưng mà rất cụ thể mà chúng ta làm được. Chúng ta không vì những cái tồn tại mà tôi sẽ nói rất gay gắt, rất bức xúc những cái xung đột mà chúng ta quên cái thành tựu đã đạt được. Như là Tổng Bí thư đã nói, chúng ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hôm nay, trong đó có văn hóa. Thậm chí văn hóa là có phần nhiều, phần quan trọng. Nhưng chúng ta cũng phải quan trọng là phải cầu thị và nhìn thẳng vào những bất cập. Những bất cập ngay tôi nói ban đầu là nhận thức. Những biểu hiện trong xã hội thì có rất nhiều, rất rất nhiều. Và ở đây khi tôi rất là may mắn được tiếp xúc với rất nhiều nhà hoạt động về văn hóa, các bác, các chú, kể cả các bạn trẻ, thì đều có một cái nhận định mà tôi thấy rất là phải suy nghĩ. Đấy là có rất nhiều cái tồn tại trong xã hội mà sau này thì rất một số người cho rằng đấy là đặc tính của người Việt Nam. Thì không phải. Tại vì nếu tất cả chúng ta nói rằng đó là đặc tính của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, thì làm sao dân tộc Việt Nam có một nền văn hiến rực rỡ như vậy? Làm sao chúng ta thắng được thiên tai địch họa như vậy? Mà phải chăng đó chính là do chúng ta? Có nhiều thứ, nhưng mà như đồng chí Tổng Bí thư và rất nhiều văn kiện của Đảng đã nói, đặc biệt đấy là vấn đề suy thoái về đạo đức, về lối sống trong toàn xã hội. Và có rất nhiều những đức tính tốt, rất nhiều
những cái biểu hiện phản văn hóa trong xã hội có thể kể ra mấy chục dấu phẩy liền. Nhưng mà rất nhiều người, tôi gần đây tôi có làm một cuộc khảo sát riêng với các bạn sinh viên trẻ, thì có hai điều mà các bạn rất là, tức là nói đến là ai cũng cảm xúc. Thứ nhất, đấy là dường như là xã hội trọng đồng tiền quá. Và thứ hai, dường như là một người, nhiều người lo cho bản thân mình nhiều quá. Đấy là hai điều mà các bạn sinh viên khi chia sẻ với tôi từ trẻ rất trăn trở, và các bạn nên nêu phân tích rất là hay. Đồng tiền được bị hay là được coi trọng quá dẫn đến biết bao nhiêu là thứ, kể cả trong trường, môi trường đại học. Và mọi người dường như là nghĩ cho mình nhiều quá, nghĩ cho mọi người, nghĩ cho chung, một người vì mọi người, mọi người vì một người, gần như nó mờ đi. Và còn nhiều cái khác, tùy vào từng lứa tuổi, từng nghề nghiệp mà thấy những điều bức xúc. Và vì thế như Tổng Bí Thư nói, chúng ta nhất thiết phải đặt ra một nhiệm vụ mà phải thôi thúc, kiên trì dài hơi, nhưng bây giờ cũng phải thấy cấp bách. Đấy là làm sao để có những giải pháp thật thiết thực để chấn hưng văn hóa. Có thể nói, nếu nói về các nghị quyết của Đảng về văn hóa, các tác phẩm của Bác hay của các đồng chí lãnh đạo, tôi thì mới đọc được ít, nhưng mà thấy cũng không thiếu bất kỳ một điều nào. Chúng ta chỉ cần làm được những điều như Bác Hồ dạy thôi. Chiến lược thì đã có quan điểm, mục tiêu, giải pháp, phân công và các đề án rất là rõ. Và như tôi báo cáo, tôi không xin phép không được nhắc lại. Tôi chỉ xin phép được nói một vài điểm trong chiến lược là những điểm mà chúng tôi gồm cả anh em nghiên cứu để xây dựng chiến lược đấy của Bộ Văn hóa, của các cơ quan và bản thân tôi rất là suy nghĩ trước khi đặt cái bút ký, vì có những điều cũng không thể hiện hết trong đó. Đấy là thứ nhất, như văn kiện Đại hội Đảng đã nói và như đồng chí Tổng Bí Thư đã nói, chúng ta làm sao bây giờ thực hiện cái chiến lược này để góp phần để khơi dậy một cái khát vọng trong toàn nhân dân ta. Chúng tôi cứ bàn nhau trước hội nghị này, mấy anh em bàn nhau từ năm ngoái, cái hội nghị này đáng lẽ muốn làm từ năm ngoái nhưng mà do dịch, là hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, thì chúng ta khắc mãi nó lần thứ nhất, và văn hóa soi đường quốc dân đi. Hội nghị toàn quốc lần thứ hai đánh dấu rất nhiều điểm quan trọng, nhưng trong đó có điểm quan trọng đấy có thể coi là hội nghị Diên Hồng đầu tiên về văn hóa, và đó thì khẳng định là xây dựng một nền văn hóa kháng chiến kiến quốc. Anh em nói vui với nhau, vậy hội nghị lần thứ ba này, sau mấy chục năm mới có lần thứ ba này, thì nó là gì? Như Tổng Bí Thư sáng nay nói rất tâm huyết, trong từng giai đoạn lịch sử, Bác Hồ và Đảng ta đã khơi dậy cái khát vọng của dân tộc. Ngày xưa là kháng chiến, kiến quốc, giành lại độc lập, thống nhất đất nước. Bây giờ khát vọng đó là gì? Thì như đại hội vừa rồi đã thảo luận, làm sao chúng ta phải khơi dậy trong toàn đảng, toàn dân. Giặc ngoại xâm, giặc dốt hay là giặc Covid, và có một thứ giặc nữa, đấy là giặc đói. Thì bây giờ không còn đói, nhưng mà giặc nghèo, giặc tụt hậu. Phải làm sao tất cả mọi người Việt Nam phải giống như ngày xưa là xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, để bây giờ chống tụt hậu. Chúng ta văn hóa, Bác Hồ cũng đã nói, phải lấy nền tảng, đấy là hạnh phúc của nhân dân. Tất cả chúng ta làm cũng vì hạnh phúc của nhân dân. Và Tổng Bí Thư đã nói, hạnh phúc không phải chỉ là nhiều tiền lắm của. Nhưng mà chắc chắn, nghèo thì không hạnh phúc được. Bây giờ giặc Covid, nếu chúng ta không có tiền mua vaccine, không có tiền mua thuốc cho dân,
làm sao chúng ta hạnh phúc được? Chúng ta vẫn phải phát triển, chúng ta phải chống được tụt hậu. Cho nên bây giờ phải chăng đấy là thôi thúc để tiếp tục tạo ra những xung lực để phát huy toàn bộ cái sáng tạo và sức mạnh của toàn dân này, để chúng ta phát triển nhanh hơn và phát triển bền vững hơn. Đây là một cái gợi mở để sau này chúng ta tìm ra những cái mệnh đề để làm sao dễ nhớ, để mọi người dân đều thấy thôi thúc và cùng tham gia để làm cái việc chấn hưng văn hóa. Cái ý thứ hai thì chúng ta nằm trong cái kỷ nguyên mới khoa học công nghệ. Mấy năm trước nói rất nhiều kỷ nguyên 4.0, kỷ nguyên số, hội nhập. Thì đây là điểm rất quan trọng, chúng ta đã hội nhập rồi. Trên một tinh thần hết sức cầu thị như Bác Hồ đã nói, Tây phương hay Đông phương, cứ cái gì tốt thì ta học. Nhưng mà học không phải sao chép nguyên si vào, mà học để tạo ra một nền văn hóa của Việt Nam, để trau dồi cho một nền văn hóa của Việt Nam. Hội trường này cũng là chúng ta cũng tiếp thu, cũng học, nhưng vẫn có cái nón. Và đặc biệt là tới đây, trong cái không gian số, và sau không gian số nó còn không gian gì nữa, thì vấn đề hội nhập, vấn đề tiếp thu những cái văn minh của nhân loại mà vẫn không mất gốc là vô cùng quan trọng. Ở đây có một điểm là chúng ta phải lưu ý. Một mặt thì chúng ta chống lai căng, nhưng một mặt thì cũng có rất nhiều cái lề thói, cũng có thể gọi là những biểu tượng, biểu hiện về văn hóa đã không còn phù hợp. Chúng ta phải cầu thị và mạnh dạn đổi. Cái điểm thứ ba, chúng ta đã nói rất nhiều đến tạo môi trường, nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến cái môi trường đối với văn nghệ sĩ, nhưng mà không chỉ với văn nghệ sĩ mà với toàn dân, toàn xã hội. Đấy là phải một môi trường để mà cổ vũ cho sáng tạo. Bác Hồ đã nói, văn hóa là tất cả mọi sự sáng tạo, phát minh của con người. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta phải làm sao tạo ra một xã hội, tạo ra một môi trường cổ vũ cái mới, tôn trọng các ý kiến khác, thậm chí là khác biệt, miễn là cái khác biệt đấy không đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của đất nước. Và một khi mà chúng ta tạo được môi trường để cho tất cả mọi tài năng của con người, dù là văn nghệ sĩ hay là người nông dân, được phát huy, được bừng nở, được tôn vinh cái mới, thì chắc chắn chúng ta sẽ có thể đi được nhanh hơn. Chúng ta sẽ làm được những điều mà chúng ta trong điều kiện bình thường là không làm được. Cái điểm thứ ba là về xây dựng con người, thì tôi xin phép được nêu hai ý. Chắc là vì nó quá hiển nhiên, cho nên trong nhiều tham luận ít thấy được trình bày. Đấy là đã nói đến văn hóa là con người, và đã nói con người, đầu tiên phải nói đến giáo dục. Chúng ta đã và đang thực hiện đổi mới giáo dục. Giáo dục cũng tương tự như văn hóa, cũng gặp những khó khăn như tôi vừa nói trên về văn hóa. Và chúng ta phải cùng nhau để cùng ngành giáo dục thực hiện bằng được cái đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trên một cái tinh thần rất là cầu thị và cũng phải rất kiên trì. Tôi đã phát biểu nhiều lần về giáo dục. Có rất nhiều ý kiến các chuyên gia rất muốn thay đổi rất nhanh, có những việc tưởng chừng rất cụ thể nhưng nó liên quan đến cả hệ thống. Ví dụ chúng ta chỉ cần làm cuốn sách, nó làm cuốn chiếu mà làm hết cũng phải mất 6 năm. Thứ hai, đấy là văn hóa làm gương mà đồng chí Tổng Bí Thư sáng nay đã nói, và rất nhiều các tham luận trong cái tập lớn cũng như phát biểu đã nói. Có một điều tôi được lúc đầu chính tôi cũng không biết,
và được một bác rất là đáng kính giảng giải cho mình. Khi nói về bốn chữ cần kiệm liêm chính, lúc đầu mình cứ tưởng rằng bác Hồ dạy cần kiệm liêm chính là để dạy cho cán bộ đảng viên, nhưng mà hóa ra là không phải. Người dạy cần kiệm liêm chính là cho tất cả mọi người. Trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông, đất có bốn phương, đông tây bắc. Người có bốn đức cần kiệm liêm chính. Thiếu một phương thì không thành trời, thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Và với cán bộ thì chỉ thêm cái chữ là trí công vô tư. Và sáng nay Tổng Bí Thư đã nói làm gương, làm gương từ trên xuống. Nhưng tôi muốn nói thêm một vế, trong toàn đảng thì từ trên xuống, nhưng với các cán bộ làm văn hóa thì đấy là từ trong ra. Đầu tiên những người làm văn hóa cố gắng, không ai toàn diện hết được, nhưng mà cố gắng phấn đấu để thành những người là tấm gương về văn hóa. Đúng như đồng chí Tổng Bí Thư đã nói và tôi cũng có dịp đã chia sẻ, mọi người khi được khen là đẹp, là giàu, là học cao thì chắc chắn là sẽ không khó và không thấy được động viên bằng khen có văn hóa. Và tôi rất mong muốn tất cả các cấp các ngành hãy bằng những hành động rất cụ thể để chú trọng hơn đến văn hóa. Cụ thể như tôi đã báo cáo, nó dành cho văn hóa nhiều thời gian và nhiều nguồn lực hơn. Và hãy lắng nghe ý kiến của những người nghiên cứu về văn hóa và những người hoạt động thực tiễn vào văn hóa có kinh nghiệm trước khi đưa ra các quyết định của mình, cho dù cái quyết định đấy không trực tiếp trong lĩnh vực văn hóa, bởi vì văn hóa là trong mọi lĩnh vực của đời sống và nó nằm ở trong mọi quyết định của các cấp lãnh đạo. Và tôi xin đề nghị tất cả các hội mà đồng chí Quân đã phát biểu, hãy cùng nhau và hãy cùng với Bộ Văn hóa, cùng với hệ thống, chúng ta làm sao sau hội nghị này có thật nhiều các hoạt động, các chương trình thật thiết thực. Và tôi nói là thiết thực và thật chắc chắn. Mình đề ra một cái chương trình có thể thực hiện nhiều năm, không quá ham làm nhiều một lúc, nhưng mà thật chắc chắn từng bước một. Và cuối cùng thì tôi rất mong tất cả chúng ta sẽ lan tỏa cái tinh thần đề cao cái giá trị cái truyền thống của dân tộc, của người Việt Nam chúng ta. Chúng ta khiêm tốn, nhưng chúng ta cũng phải bồi dưỡng thêm cái tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Và chúng ta tin là chúng ta sẽ có thể xây dựng được đất nước phát triển phồn vinh vì hạnh phúc của nhân dân, và nền văn hóa hay là văn hiến của Việt Nam sẽ bừng sáng và sẽ hòa vào trong cái dòng chảy của văn minh nhân loại. Xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các văn nghệ sĩ cùng tất cả các quý vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn.